chúng ta rất xúc động khi đọc truyện giảng sinh. Quý vị thấy tướng lành khi người tu hành lâm chung. Gồm cả chúng ta đưa tiễn người giảng sinh trong đời này, tận mắt thấy tướng tốt đó, một số người thấy người giảng sinh đi lúc đang đứng, đi trong lúc ngồi, tôi chưa thấy. Nhưng những chuyện đó không phải bịa đặt. Biết trước giờ chứ. Khi tôi ở Singapore, hội trưởng của Lâm cư sĩ ở Singapore, hội trưởng cử cư sĩ Lâm Trần Quang Biệt. Trước đây 3 tháng, một bên tờ báo, ông thầy viết mùng 7 tháng 8, mùng 7 tháng 8. Viết 10 mấy lần mùng 7 tháng 8. Không ai biết chuyện gì mà cũng không ai dám thắc mắc. Đúng ngày mùng 7 tháng 8 ông mất. Cách ngày ông viết đúng 3 tháng. Biết trước thời gian 3 tháng. Giữ tri thời chí. Rất nhẹ nhàng khi đi. Lúc bấy giờ tôi đang ở Singapore. Trước ông mất 1 ngày, nhờ tôi quy y. Hôm sau ông đi, tôi quy y cho ông. Rất minh mẫn, rõ ràng, không mê hoặc. Không ngờ hôm sau ông đi. Ở đây có mẹ cư sĩ Hồ Ni Ni. Bà là người được độ trung ấm, bất khả tư nghị. Tôi có mặt ở đó khi chuyện xảy ra, tận mắt nhìn thấy. Một người đã áp vong vào bà, khiến khi bà đã qua đời, tình hình trong mỗi tuần đều cho chúng tôi biết. Bà dần dần hiểu được, ban đầu là hiếu kỳ. Mọi người săn sóc rất chu đáo, cuối cùng mới hiểu, muốn nghe kinh. 24 giờ không được gián đoạn. Mở Vô Lượng Thọ Kinh cho bà nghe, mở Địa Tạng Kinh nghe kinh, nghe 2 tuần kinh, không kể ngày đêm. 2 tuần, 2 tuần rất yên ắng, không có chuyện gì. Sau 2 tuần, người áp vong bảo muốn nghe kinh, mới biết bà chuyên chú cùng niệm Phật. Khi gần đi lại đến nói với mọi người bà được hạ phẩm trung sanh. Không phải chuyện dễ. Khi sống không tiếp xúc Phật giáo, mãi đến sau khi trút hơi thở mới bổ túc những sai sót. Chỉ có 49 ngày,
49 ngày rồi ra đi, cho mọi người biết hạ phẩm trung sinh. Khiến rất nhiều người tin tưởng, không hoài nghi pháp môn niệm Phật. Đặc biệt rõ ràng là ở những người giàu có, đại phú đại quý, ngũ âm xí thạnh của họ rất nghiêm trọng. Suy tính thiệt hơn, không đạt được thì phải nghĩ hết cách để đạt được, sau khi đạt được lại sợ mất đi. Tuổi thì ngày một lớn mà lại sợ già chết, tham sống sợ chết. Nên suy nghĩ lo lắng nhiều hơn người khác. Đêm về ngủ không ngon giấc, phải uống thuốc ngủ. Không thiếu ngày nào, chính mắt tôi nhìn thấy. Phú ông của cải đến vạn ức, nhưng mỗi đêm phải uống thuốc ngủ. Họ không có niềm vui. Sự nghiệp kinh doanh quá nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi. Khổ đến già chết. Trong đời tôi chỉ nhìn thấy một người có phước báo, cư sĩ Trần Quang Biệt ở Singapore. Đây là một ngân hàng gia. Kinh doanh rất nhiều ngành nghề, chức vụ rất nhiều, như tổng giám đốc, giám đốc, đại loại như vậy. Quý vị biết cuộc sống ông ta rất bận rộn, biết bao nhiêu là gì. Lúc bị bệnh không đi làm được, phải ở nhà dưỡng bệnh. Nhà của ông rất lớn, như hoa viên vậy. Ở Singapore có nhà như vậy, không phải người bình thường có thể ở được. Nhà ông ta trị giá phải 10 ức tiền Singapore. Ông ta ở nhà dưỡng bệnh, liền nghĩ đến nghe kinh. Ông là người quy y Tam Bảo, nhưng không biết Phật giáo là gì. Đến khi bị bệnh mới có thời gian muốn nghe kinh và tìm cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Ông Lý đến tìm tôi nói được, đem đĩa kinh chúng tôi giảng từ chỗ đơn giản nhất, thấp nhất cho ông ta nghe. Ông ta mỗi ngày nghe 8 tiếng đồng hồ. Thật hiếm có, nghe 2 năm ông ta đã hiểu và biết niệm Phật. Chúng tôi tin rằng ông ta thật sự đã qua nắm bắt. Ông ta nói với Lý Mộc Nguyên, ông ta muốn giảng sanh. Quý vị xem, nằm trên giường bệnh nghe kinh suốt 2 năm, một ngày 8 tiếng đồng hồ. Ngoài giờ nghe kinh ra, còn lại là niệm Phật.
Ông Lý nói với ông ta, ông không được đi, ông đi rồi không có người kế thừa, ngôi nhà này không duy trì được. Ông bị bệnh cũng không sao, chỉ cần ông cứ nằm đây, cư sĩ Lâm làm đương gia sư quản lý cho. Chỉ cần có tiếng của ông, tốt. Đây là sanh tử tự tại, lại sống thêm 2 năm. 2 năm cuối này nghe tôi giảng kinh vô lượng thọ, chuyên tâm niệm Phật, biết trước giờ chết. Một hôm ông ta ghi trên mảnh giấy ngày tháng, viết 10 mấy 20 lần giống nhau. Không ai dám hỏi ông ta. Chính là ngày đó ông ta giảng sanh. Cách ngày ông ta giảng sanh khoảng 3 tháng. 3 tháng trước ông ta đã biết được ngày đó. Biết trước giờ chết. Trước khi chết 1 ngày đã tìm tôi quy y Tam Bảo cho ông ta. Chính thức quy y Tam Bảo. Lúc bệnh nặng, vừa đúng có lớp bồi dưỡng. Lớp bồi dưỡng nhân tài Hoằng Pháp. Trong lớp cử 4 người là một tổ nhỏ, luôn phiên trợ niệm cho ông suốt 24 giờ không ngừng nghỉ. Sau khi giảng sanh, ban trợ niệm này dẫn niệm cho ông ta suốt 24 giờ. Các bạn đồng học về định cư sĩ Lâm đột nhiên bị ám. Cô gái bị ám đó tên Đỗ Mỹ Tuyền, là cư sĩ Trần Quang Biệt. Ông ta là hội trưởng ở cư sĩ Lâm. Oán thân trái chủ của ông ta có 100 người, đều theo các vị pháp sư đến cư sĩ Lâm. Thần hộ pháp ở cư sĩ Lâm để họ vào. Họ mới nói với mọi người, họ rất thích ông hội trưởng của cư sĩ Lâm định thế giới Cực Lạc giảng sanh. Họ muốn học Phật, muốn quy y, muốn nghe kinh. Lúc đó tôi đang giảng kinh tại Hồng Kông. Họ gọi điện thoại nói với tôi nói được, lập tức làm lễ quy y U Minh cho họ. Họ muốn nghe kinh Địa Tạng, nghe Thập Thiện Nghiệp Đạo, muốn nghe 2 bộ kinh này. Tôi nói ban ghi âm của 2 bộ kinh này phải ngày đêm 24 tiếng không ngừng mở cho họ nghe. Muốn họ đến giảng đường, họ không dám đi. Họ nói giảng đường điện quá sáng, họ vào không được, nên muốn ở trai đường, ở nhà ăn. Ở nhà ăn đặc biệt đặt 2 giá tivi máy móc, mở suốt 1 tháng thì họ đi. Đây là chứng minh oán thân trái chủ của ông ta chứng minh hội trưởng cư sĩ Lâm thực sự đã giảng sanh đắc lực. Trong những năm cuối đời bị bệnh, ông ta mới thực sự nhận thức được Phật Pháp. Tuy trước đây làm hộ pháp cho đạo Phật, nhưng Phật Pháp là gì ông ta không biết. Thật có phước báo. Bệnh nằm trên giường 4 năm. Chúng tôi cũng biết 2 năm ông ta có thể giảng sanh, 2 năm sau là ông ta lưu lại thế gian để giúp cư sĩ Lâm. Để chứng minh cho chúng ta
thử thổ bát khổ giao tiền. Thử thổ là hiện tại chúng ta đang nơi thế giới ta bà này, nơi địa cầu này, đặc biệt là ngay trước mắt. Cuộc sống của chúng ta thật sự là bị tám khổ thiêu đốt. Bỉ thổ vĩnh ly chư khổ. Quý vị thử nghĩ xem, thế giới cực lạc có những thứ khổ này chăng? Sở sào diệt, bỉ quốc liên hoa quá sanh, tác vô sanh khổ. Họ không phải là mẫu thân mang thai, không phải là do từ bào thai sanh ra, mà hoa sen quá sanh ra, nên không có khổ khi ở trong thai. Hàng thủ bất thiên, tác vô lão khổ. Tục ngữ thường nói trường sanh bất lão. Người ở thế giới cực lạc có tuổi thọ vô lượng, nên không nhìn thấy họ già yếu. Vì thế họ không có lão khổ. Phân ly phân đoạn chính là chỉ phần đoạn sanh tử. Họ không có bệnh khổ. Chưa từng nghe qua thế giới cực lạc có người nào bị bệnh. Chưa nghe qua. Ở thế giới Tây Phương cực lạc không có bệnh viện, không có nghề bác sĩ, vì không có bệnh nhân. Thọ mạng vô lượng, họ không có tử khổ, không có phụ mẫu vợ con, không có ái biệt ly khổ. Thế giới cực lạc không có thân tình, đều do hoa sen quả sanh. Chư vị thượng thiện nhân đều câu hội tại một chỗ, không có oán tán hội khổ. Chúng ta thường tiếp xúc đều là chư Phật Bồ Tát. Chúng ta cùng sống với những vị này, nên ta không có oán tán hội khổ. Sở dục tự chỉ, vô cầu bất đắc khổ. Những thứ trong tâm mong cầu tự nhiên đều hiện trước mắt. Giới khoa học gọi đây là sự chuyển biến giữa năng lượng và chất lượng. Mỗi người ở thế giới cực lạc đều là nhà khoa học hàng đầu. Những thứ họ muốn, năng lượng sẽ biến hóa ra để họ thọ dụng. Khi không cần thì vật chất chuyển biến thành năng lượng, nên không thấy nữa. Nên họ không cần thu dọn. Khách đến, ý niệm vừa khởi lên thì nhà khách đã sắp đặt xong. Khi khách đi thì những vật dụng trong nhà ăn hoàn toàn biến mất, sạch sẽ, không nhiễm chút dơ nào, tự tại biết bao. Đây là ở thế giới Tây Phương cực lạc. Quán chiếu không tịch, tác vô ngụ ấm thành khổ. Giống như Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn thấy ngũ uẩn đều không. Nên không có ngũ ấm xí thành khổ. Thế giới Tây Phương cực lạc và thế giới này của chúng ta so sánh thì nên về đó sớm. Càng sớm càng tốt. Đi trễ một ngày thì ở đây chịu thêm một ngày bị tám khổ nung nấu. Sớm một ngày đến thế giới cực lạc thì sớm một ngày được hưởng thụ niềm vui và an lạc tột cùng của thế giới Tây Phương. Nên người tin tưởng thì họ có phước. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
chỉ mong cầu tức khắc đi liền. Trễ một ngày thì chúng ta ở cõi này chịu khổ một ngày. Quý vị nói có oan uổng hay không? Cho nên quý vị, khi quý vị thật sự hiểu rõ minh bạch rồi, lý sự cũng thông suốt rồi, thì lòng tin của quý vị kiên cố, thì nhất định cầu, thì nhất định mong cầu vãng sanh. Điều kiện cầu vãng sanh trong kinh A Di Đà có nói rất đơn giản, rất rõ ràng: không thể lấy chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về khỏi đó. Cái thiện căn đó không phải một đời mà tu được, mà là trong đời kiếp kiếp quá khứ đã trồng thiện căn. Phải hội đủ phước đức nhân duyên, đặc biệt là nhân duyên phải nhờ vào trong đời này. Trong đời này chúng ta có duyên phận gặp được Phật pháp hay không, có duyên phận gặp được pháp môn tịnh độ hay không, đây là phước duyên. Người có phước thì gặp được. Sau khi gặp được mà quý vị có thể tin, có thể hiểu, cái tin hiểu này chính là thiện căn của quý vị. Nếu quý vị không có thiện căn, dù quý vị gặp được pháp môn này, nghe giảng pháp môn này, nhưng quý vị cũng không tin, cũng không hiểu, thì đây là không có thiện căn. Sau khi tiếp xúc được mà có thể tin, có thể hiểu, mà phát nguyện cầu vãng sanh, thì đó là nhân duyên của quý vị đã thành thục. Đại sư Ngẫu Ích có nói: có được vãng sanh hay không đều là do tín nguyện có hay không. Chỉ cần quý vị có thể tin, có thể nguyện, thì quý vị được vãng sanh. Gần đây có một vị đồng tu, mẹ của cô ta vừa qua đời, bà mẹ lúc sanh tiền hoàn toàn không tin Phật pháp. Bà cho rằng con gái học Phật là mê tín. Đến khi bà sanh bệnh, cũng là lúc bà lâm trọng bệnh, con gái của bà và một nhóm đồng tham đạo hữu đến bệnh viện để hộ niệm cho bà. Bà cũng niệm theo, nhưng bà nửa tin nửa ngờ. Nên bà thường hỏi lại: hộ niệm có thật được vãng sanh hay không? Cho nên sự hộ niệm này rất là quan trọng. Cũng có pháp sư thường đến khai thị cho bà, nhắc nhở bà niệm Phật theo mọi người. Chẳng bao lâu thì bà ra đi. Bà đi rồi có được vãng sanh hay không? Không được. Thần thức của bà nhập vào thân của người khác. Hình như là bà ra đi khoảng 20 mấy ngày thì thần thức của bà nhập vào thân của người khác. Bà nói rằng Phật pháp quá hay. Bà yêu cầu nghe kinh. Vì vậy mọi người mở máy truyền hình để băng video giảng kinh cho bà nghe. Bà nghe được khoảng mười mấy ngày, bà lại nhập vào thân của người khác, nói rằng: bây giờ tôi không muốn nghe kinh, tôi muốn niệm Phật, tôi muốn cầu vãng sanh, vì sao A Di Đà Phật vẫn chưa đến tiếp dẫn tôi? Đến sau cùng bà lại nhập vào thân, bà nói cho mọi người biết bà đã vãng sanh rồi, sanh vào hạ phẩm hạ sanh. Được sanh vào hạ phẩm hạ sanh thì cũng khá lắm rồi. Đại sư Ngẫu Ích có nói: chỉ cần hạ phẩm hạ sanh
thì được rồi. Tại vì sao? Vì sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, những người hạ phẩm hạ sanh cũng là A Di Việt Trí Bồ Tát. Đây là trong Cực Lạc thế giới, khác với những tịnh độ của tha phương chư Phật. Hạ phẩm hạ sanh trong tịnh độ của tha phương chư Phật, muốn tu lên đến thượng thượng phẩm phải mất thời gian rất dài. Thế nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tất cả đều là bình đẳng. Quý vị vãng sanh về Cực Lạc, thân tướng là bình đẳng, tướng hảo quang minh đều là bình đẳng, trí huệ năng lực cũng là bình đẳng. Thật là kỳ lạ. Nguyên nhân gì vậy? Vì đây là oai thần 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Cho nên chúng ta phải hiểu 48 nguyện. Chúng tôi giảng bộ kinh này giảng được rất tường tận, cũng có chuyên giảng phần kinh văn 48 nguyện. Cho nên chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải thực hiện mỗi lời nguyện. Phần kinh văn cho khóa sáng đọc tụng của Tịnh Tông học hội chúng ta là chọn lấy 48 nguyện. Hy vọng mỗi buổi sáng đọc tụng 48 nguyện này đều phát 48 nguyện, đem bổn nguyện của A Di Đà Phật trở thành bổn nguyện của chính mình. Chúng ta cùng với A Di Đà Phật là đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh, thì không có lý nào mà không được vãng sanh. Chư vị đồng học, nếu quý vị mà được vãng sanh Cực Lạc thế giới, tuyệt đối không phải là hạ phẩm hạ sanh. Vì hạ phẩm hạ sanh là cho những người chưa từng học Phật, họ không tin pháp môn này. Nay vì sao họ có thể tin? Là vì quá khứ họ có trồng thiện căn sâu dày, trong đời này họ không gặp được duyên. Nay họ lúc lâm chung đến lúc sắp mạng chung họ gặp được duyên. Thì đây là mỗi người thiện căn sâu dày khác nhau. Nếu thiện căn của họ rất sâu dày thì phẩm vị của họ cũng được nâng cao. Do vì hoàn toàn không tin pháp môn này nên mới sanh vào hạ phẩm hạ sanh. Đây là khích lệ cho chúng ta, cũng là hiện thân thuyết pháp cho chúng ta. Kể tiếp hai câu: thất thọ thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Nói đến cái thân thanh hư thì chúng ta không thể tưởng tượng được.